Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về PR. PR hay quan hệ công chúng là gì? Chúng ta rất hay nhắc đến từ PR, nhưng thực ra không phải ai cũng hiểu đúng về khái niệm này. 90% doanh nghiệp cho rằng PR là chạy để được đăng tin trên báo chí. Trong khi đó, 90% nhà báo lại cho rằng PR là để đánh bóng và tô vẽ về doanh nghiệp. Nhưng ví dụ, đâu là điểm khác biệt giữa PR và quảng cáo? Nếu quảng cáo là cách một tổ chức tự khoe mẽ về bản thân mình, thì PR là cách tổ chức đó quản lý hình ảnh của mình trong mắt công chúng thông qua một tiếng nói thứ ba. Các bạn chú ý tới từ quản lý nhé! Sở dĩ mình dùng từ quản lý là vì khác với quảng cáo, trong PR, tổ chức không hoàn toàn làm chủ những thông điệp về hình ảnh của mình. Khi những hình ảnh không đẹp bị lan truyền, tổ chức đó chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tác động tới uy tín của nó. Tương tự, cả khi những hình ảnh, thông điệp là tốt, việc truyền tải nó vẫn thuộc về công chúng. Chính vì vậy, PR hiểu đơn giản là một việc quản lý danh tiếng với mong muốn có sự thấu hiểu, ủng hộ của công chúng và tạo ra ảnh hưởng tới hành vi của mọi người. Công chúng hay đối tượng PR rất đa dạng. Đó có thể là khách hàng, chính phủ, giới truyền thông, nhà đầu tư, nhân viên hoặc toàn thể công chúng nói chung. PR có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, từ những ứng xử với khách hàng, những buổi networking với nhà đầu tư và chính phủ, tới những buổi họp báo, phỏng vấn. Hơn thế nữa, PR giúp củng cố niềm tin, sự thấu hiểu của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên và bảo vệ tổ chức trong một thời kỳ khó khăn. Vào năm 2010, khi hãng xe Toyota của Nhật Bản phải thu hồi hàng triệu xe trên toàn thế giới do sự cố kỹ thuật, việc chính chủ tịch tập đoàn Toyota đứng ra xin lỗi khách hàng đã tạo ra một hiệu ứng PR rất tốt, giúp cho Toyota dần dần giành được sự cảm thông từ khách hàng và đồng thời giúp danh tiếng của công ty được giữ vững qua khủng hoảng.